bí ẩn chiếc máy bay chứa đầy tiền, vũ khí và vàng không ai chịu nhận. Một chiếc máy bay tư nhân bị phát hiện chứa hơn 5 triệu USD, các thỏi vàng giả, súng và đạn dược hiện là tâm điểm của một cuộc điều tra ở thủ đô Lusaka của Zambia. Theo BBC và Al Jazeera, máy bay cất cánh từ thủ đô Cairo của Ai Cập và hạ cánh ở Zambia vào ngày 14 tháng 8. Tuy nhiên, không ai ở Ai Cập hay Zambia nhận thuê máy bay hay sở hữu những món đồ trên đó. Hiện có nhiều câu hỏi đặt ra liên quan tới chiếc máy bay trên. Có nhiều người nghi ngờ chiếc máy bay này có thể liên quan tới các nhân vật chính trị hoặc quân sự cấp cao của Ai Cập hoặc Zambia. Liệu đây là chuyến bay duy nhất hay nó chỉ là một trong số hàng trăm chuyến bay từng diễn ra? Tới thời điểm này, thông tin rõ ràng duy nhất là toàn bộ 6 người Ai Cập trên máy bay và những người khác đi cùng họ tại sân bay Lusaka hôm nay, ngày 28 tháng 8, sẽ phải ra tòa. Một số người Zambia đã bị bắt với cáo buộc gián điệp và kiếm tiền bất hợp pháp. Trong khi đó, chưa có người Ai Cập nào bị buộc tội. Vụ việc có lẽ vẫn chìm trong bóng tối. Nếu một nhà báo làm việc cho trang web kiểm tra sự thật Mazda hay EDS không đứng ra cáo buộc các quan chức Ai Cập có liên quan tới vụ việc, nhà báo Karim Assad phát hiện ra một mạng lưới hành khách phức tạp có mặt trên chiếc máy bay bí ẩn có đường bay đáng ngờ, đã dừng ở nhiều địa điểm như Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Tel Aviv, Israel, Cairo, Ai Cập và Benghazi, Tripoli, Libya. Ngày 19 tháng 8, nhà chức trách Ai Cập đã bắt giữ Assad tại nhà nhưng sau đó đã trả tự do cho người này. Thông tin về chiếc máy bay bí ẩn. Thông qua dữ liệu nguồn mở và ứng dụng theo dõi chuyến bay trực tuyến, Mazda hay EDS có thể tiết lộ dấu vết các đường bay của chiếc máy bay Bombardier. Nó dường như đã bay tự do qua nhiều địa điểm. Chiếc máy bay dường như được đăng ký ở San Marino nhưng lại do một văn phòng ở Dubai có liên quan tới một dịch vụ cho thuê máy bay ở Antwerp, Bỉ, vận hành. Chủ máy bay đã yêu cầu Flightaway, nền tảng theo dõi chuyến bay lớn nhất thế giới, không theo dõi và dự kiến thông tin các chuyến bay của máy bay. Máy bay đã đi đến đâu? Chiếc máy bay bí ẩn này dường như đã thực hiện 361 chuyến bay khứ hồi trong vòng 2 năm, thường là đến và đi từ Cairo tới nhiều địa điểm khác nhau. Nó thậm chí còn thực hiện các chuyến bay tới Tripoli và Benghazi, hai thành phố đang hứng chịu các cuộc xung đột ở Libya. Trong một dịp khác, nó cất cánh từ Cairo và dừng ở Tel Aviv, Doha rồi mới quay lại Cairo. Ngày 14 tháng 8, máy bay dừng ở sân bay quốc tế Kenneth Kaunda ở Lusaka. Trong hành trình lần này, nó cất cánh từ Amman, Jordan và dừng qua đêm ở Cairo. Những ai có mặt trên máy bay? Nhà chức trách Zambia đã bắt giữ 13 người có liên quan tới chiếc máy bay bí ẩn trên, gồm 6 người Ai Cập, 4 người Zambia và các cá nhân tới từ Latvia, Hà Lan và Tây Ban Nha. Mazda hay EDS đã công bố thông tin chi tiết liên quan đến một số cá nhân. Những người này dường như thuộc một mạng lưới bí mật, từ một ông trùm nổi tiếng đến những cá nhân ít tên tuổi hơn với hoạt động kinh doanh mở ám trải dài khắp châu Âu và Trung Đông. Thông tin về một số người tương đối dễ tìm, bao gồm Sadrick Kasada, quốc tịch Zambia, được mệnh danh là người đàn ông vàng và quý ông tiền. Người thường xuyên đăng ảnh và video mình ở bên cạnh số lượng lớn những thứ dường như là vàng. Những người khác, bao gồm một thiếu tá quân đội Ai Cập từng làm việc thời gian ngắn tại Đại sứ quán Ai Cập ở Mỹ và một trung úy cảnh sát thuộc Bộ Nội vụ Ai Cập. Mazda hay EDS cũng cho hay, trong số hành khách có Michael Adel Bochos. Theo dữ liệu của chính phủ Anh, Bochos là một công dân Ai Cập 42 tuổi cư trú tại Qatar. Ông là giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn Anston, chuyên cung cấp nhiều loại công nghệ quốc phòng tiên tiến và có văn phòng tại Mỹ, Ai Cập, Ba Lan, Hy Lạp, UAE. Và phát trên máy bay có những món hàng gì? Ngày 14 tháng 8, khi máy bay tới Zambia, Ủy ban chống ma túy Đức, nước này đã lên máy bay. Theo thông báo của Đức, họ đã nhận được thông tin rằng một chiếc máy bay thuê chở hàng nguy hiểm đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Kenneth Kaunda vào lúc 19 giờ. Ngày 13 tháng 8 năm 2023, ngày hôm sau, Đức được cho là đã thu giữ hơn 5,5 triệu USD được cất giữ trong túi và hộp, 5 khẩu súng, 7 băng đạn và hơn 100 viên đạn. Ngoài ra, hơn 600 miếng kim loại là vàng đã được tìm thấy. Tuy nhiên hơn, các miếng kim loại được phát hiện chủ yếu là kẽm,